Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng Thổ đã làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Đinh Quang Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Bảo Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp các, các ngành đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã nâng cao nhận thức của nhân dân, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân khuyến khích động viên nhân dân doanh nghiệp tham gia hiến đất đóng góp ngày công lao động trong quá trình thực hiện. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt. Công tác phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập gắn với xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung cũng dần được hình thành từng bước đầu tư có hiệu quả các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao ngày càng phong phú hệ thống chính trị được quan tâm củng cố kiên toàn nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của chính quyền điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố Cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn dần được cải thiện đổi mới. Kết quả đến nay, hiện tại huyện Phượng Thổ có 4 trên 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 25%. 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 5 xã dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 12 tiêu chí trên xã. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới như nâng cao thu nhập cho người dân giảm tỷ lệ hộ nghèo, bố trí địa điểm kinh phí thu gom rác thải tập trung, xử lý chất thải chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đề nghị ủy ban nhân dân huyện cần cân đối nguồn lực ưu tiên triển khai thực hiện những nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những công trình dự án đang triển khai thực hiện. Các cơ quan chuyên môn phối hợp chuyển đổi công năng các công trình trường lớp học không sử dụng cho xa bản để làm nhà văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tới các tầng lớp nhân dân để huy động nguồn lực thực hiện chương trình hiệu quả.